Trong niềm hân hoan hướng về ngày Phật Đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại Chùa Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào sáng nay ngày 30 tháng 5. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Chí Như, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì, Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban nghi lễ Trung ương, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm cùng chư tôn đức trong Ban trị sự Phật giáo huyện nhà. Về phía chính quyền có ông Lê Thành Quảng, đại diện phòng an ninh nội địa PA02 Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, xã, cán bộ các phòng ban đã đến tham dự chung. Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng đã chắp tay búp sen, thành kính lắng nghe Thượng tọa Thích Chí Như tuyên đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tiếp đến, Thượng tọa Thích Quảng Thiện đã tuyên đọc diễn văn Phật Đản Phật lịch 2567 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã đón nhận những lãng hoa chúc mừng từ Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội cùng chính quyền các cấp trao tặng. Trên tinh thần tương thân tương ái, dịp này, Ban trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm cũng đã có những phần quà gửi tặng đến hội người mù, các cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 60 triệu đồng. Sau cùng, trong giây phút thiêng liêng, hương trầm quyện tỏa, chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức niệm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, thực hiện nghi thức tắm kim thân Đức Phật sơ sinh và thả chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh, nhân dân an lạc hạnh phúc.